Cháu Khâm xin mến chào quý ông bà, cô bác, anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Nắng Mai TV. Các bác thân mến, hiện tại là cuối buổi sáng rồi. Nãy giờ trời trưa anh em chuẩn bị nghỉ rồi. Hiện tại thì là cái phần mái nhà của em Nô Số sắp được hoàn thiện 100% rồi. Cháu Khâm có mặt từ đây từ sáng thì là cũng đã có ghi hình video về làm mái trong cái video trước đó, mọi người cũng đã được xem. Thì cái phần công việc này thì anh em cơ khí đã sắp hoàn thiện nó rồi. Đấy. Bên này thì kỳ công một chút là phải đập bớt một chút bê tông rồi là cắt chút tôn để làm chỉnh chu cái phần này. Thì trong cái video này thì ngoài việc cập nhật tình hình công việc của anh em làm thì cháu Khâm xin thông tin một cái khoản quà của bác Giáp ở Quảng Ninh là gửi đến tất cả các chị em trong ngày hôm kia mọi người đến hỗ trợ vận chuyển vật liệu, vật tư các kiểu trong quá trình Khâm lấy những chuyến vật liệu cuối ấy. Thì rất là cảm ơn bác. Thì chốc nữa là số tiền giảm sao bao nhiêu người thì cháu Khâm sẽ xin phép được thông tin trong cái video này. Còn mọi người cũng đã sắp làm xong rồi thì cháu Khâm sẽ cập nhật sơ bộ qua cái phần mái cho các bác cùng xem. Để anh em triển khai ốp sườn nữa. Ây da, ây da. Chỗ này sao nó lại móc móc vàng? Do mình bẻ vào thôi chứ. Dạ. Tí nữa vẫn bắn đấy mà nhỉ, cậu nhỉ? Vẫn bắn vít đúng không? Rồi, đấy là về phần mái. Sáng nay xong luôn rồi nhỉ. Đây, cái phần bể phốt thì anh em chốc nữa mới xoa đúng không? Đội thợ là cũng khẩn trương là bác giàn giáo để tiến hành chát nhà luôn. Ở đây có một số chỗ chát thì sẽ phải dặn thêm cho anh Mì. No, về đây nào. Phấn khởi lắm rồi, nấu cơm chín chưa? Hôm nay mời cơm nấu cái gì cho các anh thợ ăn? Cơm lợn. Tiền hôm nọ anh cho dùng hết chưa? Hết rồi. Hết rồi lại chưa. Hết thì cứ bảo nhá. Cái hôm vật liệu lên kia thì cuối ngày về lại đưa cho em 400.000 để em đi mua đồ ăn. Thì cái quan điểm của bác Hùng thôi là nấu cơm nước cho anh em ăn, thợ ăn là nhất. Thứ hai là bà con đến hỗ trợ thì gần như không phải lấy công lấy cán gì đâu, mọi người đến bằng cái tình cảm thôi. Thì là nấu cơm cho anh em ăn. Ai gọi anh say đấy? Ai gọi anh say ấy? Ôi, làm gì đây? Đúng cái lỗ gạch chưa? Ừ, cứ chỉ cho một cứ cho mọi vô tay. Thế bên ngoài làm cái gì? Xếp à? Bên ngoài thì bên ngoài có phải đục không? Đục thế này thôi. Không thể xịt. Mình kê cái gì vào. Để lối giáo thì to quá nhỉ. Hả?
đang tính là bởi anh em chắt ngoài trước, nhưng mà thôi bác giáo bên trong chắt trong chứ. Mấy hôm tới tận để ra tàu. Dự báo thời tiết là cũng âm u. Nên để ra tàu. Hôm nay chưa phối rồi. 49 người phân cho mấy người chắc ngoài. Mấy người chắc trong, mấy người chắc ngoài luôn. Đông người chắc nhanh. Đứng dưới hai bên đó. Đứng dưới hai bên nhé. Cái đinh dễ bé thôi, nó không thế đâu. Thì mình đinh về ấy. Đảm bảo tí nhá. Anh em an toàn là trên hết. Anh Mỹ ơi, em dặn tí ở trước khi chat ấy, thì vẫn như mọi nhà thôi nhá. Anh em bịt hết vào nhá. Vâng. Em bịt hết vào. Em phải bịt hết. Đây này, giống như các cái phần hở trên mái tôn này này. Thì như mọi nhà. Rồi 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 này. Bịt hết vào. Rồi là cái phần trên này này anh Mỹ ơi. Cái chỗ vịt kèo này hôm nọ anh em do cái nào mà về vẫn phải sửa sang lại thì nó lại không chạy được trên cái hàng gạch của mình, thì là chú Sính anh nghĩ là mình một là lấy đá nhỏ hoặc là gạch kê lên. Vâng. Đó là đắp bữa lên hộ em nhé. Vâng. Thì để cho cái xà đấy chạy trên cái hàng gạch của mình. Thế không để nó lơ lửng như thế. Thì hôm nọ là sợ cơ khí không biết đo đạc kiểu gì thì về lại ý là ở nhà họ hàn đo rồi đâu. Hàn sẵn mấy cái vị kèo này này. Thì là về thì lại lệch một chút, thì nói chung là lại nâng lên một chút, thì bên dưới là thiếu của mình 5 phân. Thì mình sẽ đắp mình lên xử lý. Đắp bữa lên nữa. Đắp bữa lên, nhét đá hoặc là gạch vỡ. Gạch vỡ xong là đắp bữa lên. Đắp bữa lên. Đấy, để nó vuông vắn đi. Vâng. Nhưng mà người Mông sao lại không thích để cửa sổ ở đây anh Mỹ? Từ trước đến giờ không có tay ai. Từ trước đến giờ thì em biết rồi, mọi người để hai cái ô bé bé ở đằng trước thôi. Nếu như mình cứ quyết định theo ý làm của mình ấy, thì có lẽ thưa cô bác anh chị là cháu Khâm sẽ phải để mới cửa sổ góc này hoặc là góc này. Đấy, khu vực uống nước ấy, ví dụ đây là khu vực uống nước thì mình sẽ để một cái cửa sổ góc bên này. Đó là sáng nhà, sáng cửa, thông thoáng. Sáng này chỉ dùng cà sữa à? Đúng là chỉ dùng. Chiều đã thành chỗ hào sản. Để anh đi lấy cưa lên. Mình à? Mất điện. Mất điện chưa có điện. May sao là anh em hàn được hết rồi đấy. Đây, các cái dâu sắt thì như mọi lần rồi anh em sẽ bịt cát bịt. Chế hết lại. Đang nãy đang bảo nô chào công các bà lại nói chuyện lại mãi thì quên. Đầu tiên chào công các bà một cái đã. Nhà lợp xong mái rồi. Chào công các bà, cháu chúc công các bà một cái. Rồi. Hôm nào anh có bảo là tổng hợp cho anh danh sách các chị em, các cô, các mẹ về hỗ trợ mình trong cái ngày mà mình chuyển tôn này, chuyển gạch ốp lát này. Ngày hôm đấy là ngày 20 tháng 10. Và không có chia sẻ đấy, video được phát vào ngày 21. Thì cũng được sự động viên của tất cả các bác khán giả là cái đầu tiên. Cái thứ hai thì may mắn là hôm nay thì nãy ghi hình xong video thì không nhận được một số tiền là 1.500.000 từ bác Giáp ở Quảng Ninh, là gửi đến tặng quà 20 tháng 10 muộn cho các chị em vừa rồi là về hỗ trợ em nên là. Thì không cũng có nhận được tiền cái. Đầu tiên không thông tin cho bác là mình đã nhận tiền và thông tin lại cho em Nô là gọi các chị em ra. Ở đây thì nhà của em thì cách ở đây trong kia là nó cũng hơi xa, khoảng hơn 4 cây số. Thì là các chị em thì đúng cái giờ 10 rưỡi 11 giờ thì đang trên nương hết rồi. Thì bà chiều thì cũng không ra được, đi làm nương thì đi làm thông trưa. Đến 4 rưỡi 5 giờ chiều thì mới về. Thì trong ngày hôm nay thì Nô cũng bảo là sẽ không gọi được các cô ra để phát thưởng sáng mai nhé. Vâng, mai. Do là cái việc là ra thì người ta không có xe.
thì nô lại phải đưa đón. Kể cả anh em về đây hộ thì vừa rồi anh Mì cũng hộ đưa đón à? Vâng. Anh Mì cũng hộ đưa hộ đón các cô, các chị em ra đây, người ta không có xe, đi bộ thì xa, thương. Thì là ngày mai thì lại nô lại phải đón các chị ra đây để phát thưởng cho nó khách quan, minh bạch. Ở đây thì Khâm xin thông tin là có, hôm đấy là có 6 chị em. Đúng rồi anh Mì nhỉ? Đúng rồi. 6 chị em thì là về hộ ở đây, là ngoài này là có vợ của em Hóa. Với lại một chị ở dưới chỗ nào nhỉ? Mặt trái B à? Ờ, kho chớ à? Một chị ở kho chớ. Với lại 4 chị em là gồm có mẹ của Nô với lại ba cô nữa. Thì đấy là tổng cộng là 6 người. Thì Khâm báo cho bác Giáp được biết thì bác Giáp bảo thưởng mỗi chị em là 200.000 đồng. Trong đó thì là cũng không ngoại trừ cả vợ của em nhá, xuống vâng. nữa thì là vâng. 7. Thì là 1.400.000, còn 100 đưa ra thì là 7 người. Ừ, xuống nữa là 7 người đúng không? Vâng. Xuống thì bác là động viên tinh thần vì đã đi kế hoạch hóa gia đình. Mấy hôm nay là không đau rồi gì? Không đau rồi. Ừ, nhiều bác nấu cơm rồi. Làm việc nhẹ thôi nhá. Vâng. Cũng có nhiều bác thì bảo là đặt vòng thì không đau đâu. Thực ra thì có lẽ thì về thì nó một phần tâm lý nữa. Chưa đặt vòng bao giờ, đặt vòng về thì cái cảm giác là có cái vòng trong người. Nhiều lúc là mới đặt thì không tự tin, về thì chắc chắn là nó sẽ có cụm hay là nó sẽ có đau nhẹ ở trong người. Thì em ấy cũng cẩn thận thôi, chứ em ấy cũng không làm nũng gì cả. Thì cái nữa thì là có bác hỏi là Khâm tại sao không làm nhà xong cái kế hoạch một thể. Về đây thì kế hoạch là ngay từ đầu rồi, thì là trong đáng lẽ là mua đất xong là phải đi thực hiện luôn. Nhưng mà mua đất xong thì hôm sau mình triển khai phá đá làm nền luôn, thì làm việc liên tục. Thì mãi về sau là công việc đổ, thì em xuống mới có thời gian nghỉ ngơi. Thì cái thời gian đấy thì không thấy thích hợp là đi làm, bởi vì hiện tại là cũng làm công việc nhẹ ở nhà thôi. Tiếng nó hơi ồn mọi người nhé. Khâm cũng xin thông tin như thế để cho các bác được biết 1.400.000 là bác Giáp ủng hộ mỗi chị em 200.000, trong đó là có cả vợ của Nu, tổng cộng thì là 7 chị em phụ nữ, và 100.000 kênh đổ xăng xe. Rất là cảm ơn đến món quà 20 tháng 10 bác Giáp. Chúc bác và gia đình thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình. Cảm ơn bác đã luôn đồng hành, tin tưởng và dõi theo từng cái thước phim của Giáo Công trên kênh Nắng Mai TV. Nhưng mà dưới chết tính nữa hả? Tính lo chưa? Tính rồi. Ừ. Anh em nhỡ ở đây mọi người mới kêu bảo là tôn mỏng, tôn đều là mấy anh em 80 mấy cân trên kia. Khả năng là không ăn, không ổn rồi. Là tôn này bóp hết rồi. Mái hiên như thế các bác thấy ổn chưa? Đợt tới thì là cái chỗ này thì khá là cao như Khâm nói rồi. Với cái phần kinh phí còn lại sau khi xây dựng ngôi nhà xong thì cháu Khâm cũng muốn là làm lan can kèm với phần cửa luôn. Quyết định luôn là sẽ làm thêm cả ở đây lan can vòng, ở đây nữa thì nó sẽ có độ khoảng 12-13 mét. Khoảng 12 mét thôi mọi người ạ. Bên phía đằng trước thì không làm lan can nữa. Khi lối vào không cần làm lan can. Thì đây lan can thì mình chỉ chạy phần nhà hiên nhà chính và cái chỗ này vào. Thì là sẽ thiết kế lan can cho nó an toàn. Một cái mái nhà nữa đã được hoàn thiện. Thế là mình đã hoàn thiện được 16 cái mái nhà mới rồi các bác anh chị ạ. Về nhà mới thì được 15 thôi. Về mái nhà mới thì có A Giàng, mình đi tu sửa lại căn nhà. Cái mái của A Giàng là cái mái mà hết kinh phí nhiều nhất. Bởi vì nhà A Giàng thì rộng mọi người ạ. Nhà A Giàng thì một chiều 12 mét, một chiều cả phần hiên kia là 8 mét rưỡi, 9 mét nữa đấy. Hồi đấy cái mái của A Giàng là tốn kém nhiều nhất đấy.
Thì là mình đã hoàn thiện được 16 cái mái nhà cho bà con. Đợt này thợ vẫn còn đông đủ như đợt trước không anh Báo, anh Mỹ? Hôm nay thì thiếu đúng hai Báo gió. Ừ, hai Báo. Anh Hờ nữa. Anh Hờ, anh Sáng. Anh Hờ đi đâu? Anh Hờ đang cướp nước sau đang đi đang làm lại các cướp. Thế thì anh Sáng còn anh Sáng là sáng nay đi nhổ đậu. Thế là còn gọi anh về làm không? Có. Đông người thì công việc nó được nhanh hơn thôi. Thu dọn đồ đạc rồi. Dính một phát đinh ở đây đấy. Đúng không? Đinh bảo anh em làm tháo, mọi người để ý một tí. Đinh nhọn là cứ quay lên. Nhưng mà có rượu không? Không có nhiều thì tao không lên đâu. Đâu? Chiều thôi, chiều còn làm việc nhé. Vâng. Để lúc nào làm xong á, vâng. Làm xong hết thì thằng ấy còn lên lắp cửa mà nhé. Vâng. Mời các chú lên ăn cơm này. Vâng. Đấy, mời chú này, mời anh này này. Anh không đi đâu. Anh đi về đây. Anh về ăn cơm đâu. Anh đi về nhà anh. Mình uống chén rượu được rồi nhá. Các chú trêu không có rượu không lên. Rượu ông nọ bố vợ vừa mang cho một can mà. Vâng, có. Thế mày uống hết chưa? Chưa. Thế tí mày lấy cho chú xin một chai bé bé nhỉ, một chai bé bé này luôn. Vâng, vâng, một can. Mình rửa tại tự. Một can ra hàng nhỏ. Hey, có cái gì thì là rượu sau nhá. Trong nhà làm uống sau. Và cái gì nặng cần hỗ trợ mang đi không, cô chồng? Có cái gì thừa không, cô chồng? Sắt chiếc. Kia một đoạn nữa sao kìa, phải không? Nôi, nôi, nôi. Về hộ chú. Về chú này một tay. Anh cái lưng đang hơi yếu. Đi hộ chú một tay, đồ hơi nặng. Thế là cái mái của mình đã cơ bản là xong hết rồi đúng không, cô trọng? Mấy chỗ linh tinh này mai có điện thì khoan vít là xong. À đây à? Đây mình phải khoan đúng không? Khoan vít. Hôm nay lại mất điện. Ờ, cái ốp sườn này còn thiếu một tí nữa. Vâng, vâng ạ. Bây giờ thì cũng đã vào tầm giờ 11 giờ hơn rồi. Anh em thợ cũng đã chuẩn bị nghỉ việc để lên ăn cơm. Một cái mái nhà nữa được hoàn thiện. Và một cái món quà 20 tháng 10 từ Bác Giáp đến cho các chị em. Cháu Khâm sẽ có trách nhiệm là đưa đến tay các chị em trong cái video tiếp theo. Cảm ơn bác rất là nhiều. Cảm ơn quý khán giả rất là nhiều đã luôn dành thời gian động viên theo dõi anh em mình nhé. Ngày hôm nay anh em mình ghi hình một cái video ngắn thôi. Thông tin như vậy đến để cho
bác Giáp từng biết và yên tâm. Tất nhiên là hôm nay chưa trao được thì ngày mai mình trao. Hẹn gặp lại tất cả cô bác anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào.